Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý một số bài toán rút gọn biểu thức trong chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logit bằng cách chúng ta sẽ sử dụng hai phương pháp. Là chúng ta sẽ làm từ luận thông thường và kiểu thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng Casio. Chúng ta không thể phủ nhận là máy tính bỏ túi Casio chúng ta khá nhiều trong việc là tính toán cũng như là rút gọn biểu thức. Hay lấy đơn cử như câu số 8, chúng ta có thể sử dụng Casio, chúng ta xử lý khá nhanh như sau. Yêu cầu là tìm cái dạng lũy thừa của biểu thức này. Thì nó là dạng là A mũ M, và chúng ta đi tìm M. Đây chính là cái mấu chốt của vấn đề. Chúng ta đi tìm M thì chúng ta có thể sử dụng là loga cơ số A của A mũ M thì nó sẽ được M. Như vậy ở đây chúng ta chỉ việc nhập vào loga cơ số A, sau đó chúng ta sẽ nhập y chang căn bậc 2 của A nhân căn bậc 3 của A nhân tiếp căn bậc 3 của căn bậc 4 A mũ 3. Chúng ta nhân tiếp căn bậc 2 của A. Và chúng ta chỉ việc cho A là số bất kỳ. Đương nhiên là nó phải đảm bảo là A nó phải là khác 1. Chúng ta có thể chọn A bằng 2 chẳng hạn. Như vậy chúng ta có ngay là 1 lũy 3 chia cho 144. Như vậy là chọn đáp án C. Sau khi chúng ta tìm được giá trị M, 1 lũy 3 chia 144, như vậy cái dạng lũy thừa nó là A mũ 1 lũy 3 chia 144. Chúng ta qua câu số 9. Câu số 9 nó có hai giá trị là A, B, thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì tương tự như câu số 8, thì câu số 8 chúng ta dùng là cái cơ số A. Thì ở câu số 9 này chúng ta sẽ cho cơ số nó là A nhân B, và cái biểu thức chúng ta sẽ nhập vào y chang căn bậc 2 của A nhân tiếp căn bậc 3 của AB. AB chúng ta nhân tiếp căn bậc 3 của B, chúng ta nhân tiếp. Ở đây nếu chúng ta sử dụng cái căn bậc 4 liền thì nó sẽ nhảy cái B lên, như vậy chúng ta sẽ dùng dung nhân nhân tiếp với căn bậc 4 của A mũ 3 B, và cuối cùng chúng ta nhân cho căn bậc 2 của AB. Thì ở đây chúng ta có hai giá trị AB, như vậy muốn tính A thì chúng ta sẽ cho B bằng 1, như vậy chúng ta cho A bằng 2, B bằng 1. Chúng ta ra số mũ của A là A mũ 1 lũy 3 chia cho 144. Cả 4 đáp án này đều có A mũ 1 lũy 3 chia 144. Thì chúng ta muốn tính B, chúng ta chỉ việc cho A bằng 1, B bằng 2, 59 phần 144, như vậy đáp án B. Những câu như câu số 9 này, đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng máy tính Casio. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh gọn hơn là chúng ta tính bằng tay thông thường. Nhưng mà câu số 7 này thì chúng ta giải quyết như thế nào? 30 giây quảng cáo bắt đầu. Các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3, click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả, cũng là xem thêm những video phù hợp với mình. Thì đầu tiên thầy sẽ làm theo kiểu tự luận trước, bởi vì chúng ta dễ dàng chúng ta thấy ngay ở đây là m mũ 2 căn 2 trừ n mũ 2 căn 3, thì đây chính là hàm đẳng thức a bình trừ b bình. Nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta có thể khai triển ra
tức là m mũ căn 2 trừ n mũ căn 3 nhân n mũ căn 2 cộng n mũ căn 3. Còn khi chúng ta đã quen rồi thì hoàn toàn là chúng ta có thể nhắm qua bước này, chúng ta qua thẳng bước rút gọn, tức còn lại là m mũ căn 2 cộng n mũ căn 3. Chúng ta chia cho m mũ căn 2 trừ n mũ căn 3, chúng ta trừ 1. Tới đây chúng ta chỉ việc là quy đồng lên. Chúng ta trừ cho chúng ta rút gọn m mũ căn 2 trừ m mũ căn 2 là hết, trừ với trừ là cộng, còn lại là 2 nhân cho n mũ căn 3 chia cho m mũ căn 2 trừ n mũ căn 3. Như vậy đây chính là đáp án B. Còn bây giờ nếu chúng ta sử dụng máy tính Casio thì chúng ta giải quyết như thế nào? Chúng ta bắt đầu. Thì khi sử dụng máy tính Casio, ngoài việc chúng ta nhập biểu thức này vào, sau đó chúng ta trừ lần lượt cả 4 phương án A, B, C, D. Khi nào xuất hiện số 0 hoặc số rất lần bằng 0 thì khi đó chúng ta chọn. Thì nếu sử dụng như vậy thì một số bài nó lại không hiệu quả bằng. Thì chúng ta cùng xem thử câu số 7 này, chúng ta có làm cách nào khác mà nó nhanh hơn hoặc là hiệu quả hơn không nhé. Đầu tiên chúng ta cũng nhập biểu thức này vào, chúng ta thay m bằng a và n bằng b. A mũ 2 căn 2. Nhớ là chúng ta sẽ chuyển hết, chứ không nhiều khi nó để cái dấu trừ này ở phía trên mũ. Trừ B mũ 2 căn 3. A mũ căn 2 trừ B mũ căn 3. Chúng ta để ý rằng những cái phương án này cái vế phía sau này nó có cái đặc điểm nó gần như là như nhau. Ví dụ như hai phương án AB ở phía sau nó đều là 3 mũ căn 3 chia cho cái mẫu, bên này là n mũ căn 3 chia cho mẫu, chỉ khác là số trừ 2 với lại số 2, tương tự là CD. Thì chúng ta tận dụng điều đó, chúng ta có thể là chúng ta đem chia cho ở đây là n chính là b, tức là chia cho b mũ căn 3 chia cho a mũ căn 2 trừ b mũ căn 3. Như vậy nếu đáp án là a hoặc là b thì chúng ta sẽ có ngay đáp số là trừ 2 hoặc là 2, thì khi đó chúng ta sẽ chọn ngay. Chúng ta gọi ở đây là bấm nhầm một cái dấu ngoặc, tròn không phải ở chỗ này. Chúng ta gọi, ví dụ là gọi, chúng ta có thể gọi a bằng 2, b bằng 3 chẳng hạn.
chúng ta có ngay đáp số là số 2. Như vậy đây là đáp án B. Nếu cả nếu ngay chỗ này nó ra cái đáp số là không phải là 2 hoặc là -2 thì đương nhiên ta loại cả A B. Và chúng ta qua chúng ta chỉ chỉnh sửa đôi chút ở chỗ này là chúng ta thay bằng M mũ căn 3, tức là A mũ căn 3. Như vậy giúp chúng ta tiết kiệm khá nhiều thời gian so với chúng ta cứ việc kiểm tra lần lượt. Như vậy câu 7 là đáp án B. Chúng ta tiếp tục. Câu số 10. Câu số 10 này thì tương tự như là câu số 9. Chúng ta có thể bấm nhanh như sau. Có hai giá trị AB, như vậy ở đây thầy sẽ nhập vào AB. Chúng ta nhập y chang biểu thức thẳng tính. Ở trình tự là căn bậc 3. Căn bậc 2 của A mũ 6. B mũ 24. Ở dưới mẫu căn bậc 2 của A B bình. Nhân tiếp căn bậc 3 của A bình B. Đầu tiên chúng ta tính số mũ của A thì chúng ta cho A bằng 2 chẳng hạn, B bằng 1. Ra vòng 6, như vậy A mũ 1/6. Trong 4 đáp án này chỉ có đáp án A là có A mũ 1/6. Thì chúng ta có thể kiểm tra tiếp B xem thử như thế nào. Chúng ta cho A bằng 1, B bằng 2. B mũ 17/6, đáp án A. Câu số 11. Câu số 11 này nếu chúng ta xử lý bằng tay nó cũng khá là nhanh, và nhiều khi còn nhanh hơn là chúng ta bấm máy. Thì ở đây, đây là A mũ 1/2. Ở bên đây là A mũ 1/4 nhân cho B mũ 1/4. Chúng ta chỉ việc rút ra. Ví dụ như thầy có thể giải tay nhanh như sau, sau đó là thầy sẽ hướng dẫn là bấm máy. Ở đây A mũ 1/2 cộng cho A mũ 1/2 4 nhân cho B mũ 1/4. Ở dưới mẫu là A mũ 1/4 cộng cho B mũ 1/4 cộng cho cái phân thức thứ hai là A mũ 1/2 trừ B mũ 1/2 dưới mẫu A mũ 1/4 trừ B mũ 1/4. Chúng ta trên tử chúng ta rút cái số mũ nhỏ ra, tức là A mũ 1/4. Thì khi chúng ta rút A mũ 1/4 ra thì chúng ta sẽ còn lại là A mũ 1/4 cộng B mũ 1/4. Rút gọn hết thì ở trước này chỉ còn lại A mũ 1/4. Chúng ta cùng tiếp. Cái ý thứ hai đây chính là hàm lượng thức. Giống như là A bình trừ B bình thì là A trừ B nhân A cộng B. Thì nó sẽ là A mũ 1/4 cộng B mũ 1/4 nhân cho A mũ 1/4 trừ B mũ 1/4. Thì khi đó rút gọn sẽ còn lại là A mũ 1/4 cộng cho B mũ 1/4. Thì chúng ta có ngay, đây chính là đáp án B. Đây chính là hai lần căn bậc 4 của A cộng căn bậc 4 của B. Đây là đáp án B. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng Casio
giải quyết thì chúng ta giải quyết như thế nào? Vì một số bạn đôi khi kỹ năng tính toán chúng ta dùng khá chậm, nên ta sử dụng Casio chúng ta sẽ giải quyết. Biến thức này nó khá cồng kềnh. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào căn bậc 2 của A cộng căn bậc 4 của AB chia cho căn bậc 4 của A. Cộng cho căn bậc 4 của B. Chúng ta cộng tiếp cho căn bậc 2 của A trừ căn bậc 2 của B. Chúng ta chia cho căn bậc 4 của A trừ căn bậc 4 của B. Nếu bây giờ chúng ta muốn trừ cho mỗi đáp án như thế này thì cái máy tính ở phía sau nó chúng ta không có đủ bộ nhớ để chúng ta tính, chúng ta có thể làm xử lý như sau. Chúng ta có thể chọn hai giá trị AB, chúng ta tính toán ra, chúng ta gán vào C, sau đó chúng ta lấy C chúng ta trừ đi lần lượt bốn phương án. Ngoài ra chúng ta có thể xử lý như sau. Ví dụ như đáp án AB nó cùng cái dạng là hai căn bậc 4 của A, một cái là trừ, một cái là cộng. Thì như vậy ở đây thầy có thể xử lý như sau. Thầy có thể là trừ đi hai lần căn bậc 4 của A. Máy tính bắt đầu là không đủ chỗ để chúng ta chèn thêm cái biểu thức nữa, bắt đầu gọi. Đây gọi ra hai giá trị đảm bảo là những cái biểu thức này nó sẽ có nghĩa, ví dụ thì chọn A bằng 2, chọn B bằng 3 chẳng hạn. Ra giá trị này chúng ta đang kiểm tra xem thử là đáp án A hay B trước, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra qua C hoặc là D. Như vậy sau khi chúng ta trừ đi hai căn bậc 4 của A thì nó ra một số dương. Như vậy là đương nhiên là đáp án A là không phải, bởi vì chúng ta sau khi trừ ra nó còn lại là một số âm trừ căn bậc 4 của B. Như vậy A chúng ta loại. Chúng ta xem thử cái giá trị này nó có phải là căn bậc 4 của B hay không. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chỉ việc là mũ 4 lên. Bằng 3. 3 chính là cái giá trị B khi nãy của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ chọn ngay đáp án B. Ngoài ra chúng ta có thể là chúng ta tính giá trị biểu thức này. Chúng ta gán vào C. Sau đó chúng ta có thể là lấy C chúng ta xử lý sau. Ví dụ như chúng ta có thể lấy C trừ đi 2 căn bậc 4 của A và đây là một số dương. Như vậy E loại. Chúng ta xem thử nó có phải là căn bậc 4 của B hay không. Như vậy là mũ 4 đó, bằng B. Khá nhanh và hiệu quả. Như vậy nếu mà mũ 4 lên nó không phải bằng 3 thì đương nhiên là đáp án B của chúng ta sẽ là loại đi. Thì khi đó chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý CD và chúng ta sẽ xử lý khá nhanh. Thì còn câu số 12 thì thầy đã dành xem như đó là bài tập về nhà. Các em thể lấy máy tính Casio ra.
Vậy chúng ta bấm máy thử, xem thử có phải là đáp án C hay không. Vậy chúng ta bấm máy như thế nào cho hiệu quả và nhanh nhất. Thì ở những video sau, thầy sẽ tiếp tục chia sẻ những cái thủ thuật SEO cũng như là cái cách chúng ta giải quyết phương trình mũ, phương trình logic sao cho hiệu quả nhất, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng SEO. Đôi khi một số bài chúng ta phải kết hợp giữa tự luận và SEO. Thì hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube Tốn Hấp 3 để nhận những video mới nhất từ thầy dạy.